Nhanh lên rồi. Mày cứ từ từ chứ nào. Thế cái con chim sắt kia nó bay chưa? Sắp bay rồi đây này. Mày mở cho cô cái cửa sổ để cô lấy mấy cái kẹo bông gòn con với mì với. Kẹo bông gòn đâu mà kẹo bông gòn, đây là mây mà. À mây à? Ôi dồi, cái quán này đẹp nhỉ. Chị ơi. Ôi, cô đồng nát. Thằng nào đây? Chỗ đây. Anh cháu quen em mở cái nhà hàng to như này đấy. À thế là cũng biết danh tiếng cô rồi chứ gì. Cháu biết chứ, biết rõ là người khác. Thế thì mời cô lên ăn đây chứ còn gì nữa. Ôi dồi. Anh chủ đâu nhỉ? Dạ. Ờ, cô bảo này. Ở đây này là cô mấy đứa cháu nhá. Hôm nay là cứ cho nó ăn tiệc ca đi nhá. Dạ, cô ạ. Là cô bao tất. Mấy đứa con tự nhiên đi. Cô mày... Cái gì bao tất cái gì? Hôm nay cháu bao tất cái quán này luôn. Nhưng mà cháu trả tiền mà. Cô kể cứ ăn vào ăn đi, không gì đâu. Mồm không lịch sự. Cô cháu chủ quán đã nhận tính tiền cho cô cái. Cô... Bây giờ tính như nào cô? Thế là mày có muốn bữa ăn này miễn phí không? Muốn. Chủ quán đâu nhỉ? Tại sao cô? Tại sao cái con bò bít tết nó to như thế này, nó đẳng cấp như thế này ở quận Tân Bình mà lại có tóc ở trong tương ớt là như thế nào? Đúng, đúng. Nếu như anh không giải quyết được nhá, là cô cháu em đi về không trả tiền. Đi về. Đi về thôi. Đứng lại đã. Cháu giải quyết được ngay. Đã bảo không có tiền để ăn do lắm. Nhưng mà cái cách này đã bắt tôi dùng suốt mà. Nhưng mà đây là Sài Gòn cơ mà. Thì tao quên. Nó rửa đi.